nhan sắc Ngọc Trinh thời mới vào showbiz gây tranh cãi. Thời mới làm nghề, Ngọc Trinh sở hữu làn da ngăm, gương mặt bầu bĩnh. Trong khi ở hiện tại, cô ghi điểm bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ lại đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Ngọc Trinh xuất hiện trong chương trình Tam Sao Thất Bản. Được biết đây là game show phát sóng cách đây hơn 10 năm. Thời điểm đó, nữ hoàng nội y tham gia cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp và hai người bạn đồng hành khác. Có thể thấy, lúc mới vào nghề, người đẹp sinh năm 1989 dù sở hữu vóc dáng nóng bỏng song nhan sắc của cô không được đánh giá cao. Cô có gương mặt bầu bĩnh, làn da ngăm, diện chiếc váy đen bó sát, khác với hình ảnh sang chảnh, xinh đẹp của hiện tại. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Trên các diễn đàn bàn luận chuyện showbiz, nhiều người cho rằng Ngọc Trinh có màn lột xác ngoạn mục sau thời gian dài hoạt động trong nghề. Một tài khoản bình luận, tính ra Ngọc Trinh đâu phải trắng tự nhiên nhỉ. So với bây giờ đúng là một trời một vực. Người xem khác cho hay, dậy thì thành công quá rồi. Bây giờ dáng đẹp, mặt xinh và trắng nữa. Nhìn lại ảnh cũ mà sốc. Sao mình thấy 10 năm trước Ngọc Trinh già hơn bây giờ thế nhỉ? Người xem khác nêu ý kiến. 10 năm trước như vậy là ổn quá rồi, nhìn những người xung quanh là sẽ biết, một cư dân mạng khác cho hay. Đặc biệt, khi đặt lên bàn cân so sánh Ngọc Trinh của hiện tại với thời điểm tham gia Tam Sao Thất Bản, nhiều người đặt nghi vấn cô can thiệp giao kéo. Một tài khoản nhận xét, đúng là sau 10 năm thì ai cũng thay đổi nhưng mà nét khác quá. Mũi Ngọc Trinh có làm không vậy, xưa nó to và bè thế kia mà. Người xem khác cho hay, giờ đi thẩm mỹ hết rồi. Nâng mũi tắm trắng nên khác xưa là phải thôi. Biết là ai rồi cũng khác nhưng để khác như vậy thì chắc cũng phải giao kéo dữ lắm, một cư dân mạng nêu ý kiến. Tuy nhiên, cũng có tài khoản lên tiếng bênh vực, cho rằng 10 năm là khoảng cách khá dài và việc người trong giới showbiz thăng hạng nhan sắc là chuyện thường tình. Đồng thời, cũng có ý kiến cho rằng ở mỗi thời điểm, phong cách thời trang cũng khác nhau nên không thể đánh giá Ngọc Trinh quê mùa khi theo dõi đoạn clip này. Về phía nữ hoàng nội y, cô từng khẳng định bản thân chỉ làm răng chứ không can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Ngọc Trinh vào nghề người mẫu khá sớm, khi chỉ mới 15 tuổi. Thời điểm đó, cô cao 1,66m, được Vũ Khắc Tiệp dạy đi catwalk và diễn ở hội chợ triển lãm. Ngọc Trinh tham gia một số cuộc thi nhan sắc song tên tuổi chỉ thật sự gây chú ý khi tung bộ ảnh bikini chụp tại bể bơi năm 2011. Hiện tại, khi nhắc đến Ngọc Trinh, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh một người mẫu chuyên mặc hở và có những phát ngôn gây tranh cãi. Khi chia sẻ với người hâm mộ, chân dài sinh năm 1989 tâm sự, nếu bạn giàu nhưng không đẹp thì chẳng ai để ý đâu. Vì tôi có đủ combo đẹp, giàu và hát nữa nên bị ghen tị là chuyện thường tình bạn nha.